Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại một cái nhà mẫu, là một trong những cái nhà mẫu lớn nhất tại Việt Nam và lớn nhất tại Đông Nam Á. Dự án mang tên là The Global City do tập đoàn Metrai Home làm chủ đầu tư. Và trong cái dự án này thì một cái đơn vị thiết kế là Pater & Partner là một cái đơn vị phát triển gọi là hàng đầu của thế giới về phát triển cảnh quan. Thì hôm nay Phước Sửu mời mọi người cùng với Phước Sửu chiêm ngưỡng và tham quan cái dự án này, và mình tham quan cái nhà mẫu gọi là lớn nhất tại Việt Nam này nhé. Rồi, theo chân Phước Sửu nào. Cảm ơn anh Phước Sửu đã chia sẻ thông tin. Sau đây, Ngọc Minh sẽ chi tiết hơn thông tin về dự án này nhé. The Global City, mảnh đất kim cương cuối cùng đầy hấp lực tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, với tổng quy mô 117 hecta, đồng thời sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về cơ sở hạ tầng. The Global City trở thành tâm điểm cho một phong cách sống hiện đại bậc nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, viên kim cương cuối cùng của thành phố Hồ Chí Minh, thừa hưởng các đặc quyền di chuyển, giáp với các con đường huyết mạch, tuyến metro, giúp dễ dàng và thuận lợi di chuyển đến các quận trung tâm thành phố. Dự án với 117 hecta tại thành phố Thủ Đức sẽ cung cấp ra thị trường 40 tòa chung cư với 13.200 căn hộ cao cấp, 80 căn penthouse, 1.800 căn biệt thự nhà liền kề, khu nghỉ dưỡng khách sạn 4.000 phòng. Cùng với đơn vị thiết kế Foster & Partner, một công ty rất có uy tín với nhiều công trình mang tính biểu tượng như là tòa nhà dưa chuột London, trụ sở hãng Apple, sân bay quốc tế Beijing. Với định hướng cao cấp, khi hoàn thành, dự án sẽ là một điểm nhấn cho khu vực. Dự án The Global City có tổng cộng 6 phase, trong đó phase 1, 2, 3 sẽ là các phân khu nhà phố và biệt thự có diện tích từ 75 đến 120m2. Trong đó, phase 1, 915 căn nhà phố, phase 2, 487 căn nhà phố, phase 3, 426 căn nhà phố và 22 biệt thự. Tổng cộng là 1.828 nhà phố và 22 biệt thự. Về pháp lý, với người nước ngoài sở hữu là 50 năm và sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam. Thanh toán đợt 1, hạn chót là đến 31 tháng 3 năm 2022. Về loại hình xây dựng là căn hộ, nhà phố, shop house, villa, bệnh viện, trường học, công viên, các khu thương mại giải trí như mall, công viên, spa, nhà hàng, coffee shop. Với vị trí nằm ở trung tâm quận 2, ngay vị trí giao thông thuận tiện, liền kề hai tuyến đường lớn hướng ra đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và đường Đỗ Xuân Hợp, kề cạnh ngay khu tái định cư 15 hecta và dễ dàng di chuyển về khu đô thị Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh và các quận trung tâm 1, 3, 4 qua các tuyến đường đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, hầm Thủ Thiêm. Hệ thống giao thông được chú trọng đầu tư, có tiềm năng phát triển kinh tế, giá trị thương mại tăng lên từng ngày. Có 4 khu nhà phố, villa, thiết kế khác nhau nhưng tạo nên tổng thể hài hòa. Thiết kế mặt ngoài công nghệ năng lượng mặt trời, ngăn chặn hơi nóng vào bên trong, tuy nhiên vẫn đảm bảo đón đủ nắng và gió. Thiết kế toàn khu đẹp, nổi bật, hầu như các view nhà đều thoáng. Về tiện ích nội khu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống, bao gồm shop house, trường học, hồ bơi, nhà trẻ, rạp chiếu phim, phòng tập gym. Và đặc biệt hơn, tiện ích nội khu dự án căn hộ The Global City quận 2 Thủ Đức nổi bật trong khu vực với sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế và quy mô bề thế lên đến 92 hecta. Đây dự kiến sẽ là một trong những sân golf thể thao đẳng cấp nhất thành phố. Tích hợp trong nội khu của vùng đô thị hạt nhân là tổ hợp đầy đủ các tiện ích không chỉ phục vụ toàn diện nhu cầu sinh hoạt của cư dân mà còn mở rộng, nâng tầm chất lượng trải nghiệm lên mức du lịch, nghỉ dưỡng. Gần các trường quốc tế Sài Gòn Star, làng Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, trường quốc tế ACG, bệnh viện đa khoa quận 2, trong vòng bán kính 3 km, bao gồm các hệ thống siêu thị Vinatex, chợ cây xoài, chợ Cát Lái, chợ Thạnh Mỹ Lợi. Tiện ích ngoại khu đa dạng, phong phú,
Trong vòng 5 km là nhà thờ Phú Hữu, chùa Huê Nghiêm, siêu thị Big C, Metro, trung tâm thương mại Bắc Sơn ở khu vực lân cận, khoảng 15 phút lái xe, trường quốc tế British International School, Đại học Kinh tế. Với những ưu điểm, dự án tổ hợp đầy đủ căn hộ, nhà phố, biệt thự, văn phòng, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, đa dạng về sản phẩm, thiết kế thân thiện với môi trường, thiết kế toàn khu đẹp, nổi bật, thoáng mát, đón nắng, đón gió tốt. Vị trí lại ngay trung tâm quận 1, có thể dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích ngoại khu cao cấp. Chưa tốn tới 5 phút, có thể tìm thấy các tiện ích đẳng cấp như trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ, nhà thờ, rạp chiếu phim. Và với vị trí đắc địa trung tâm thành phố Thủ Đức, mặt tiền cao tốc tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu một mặt tiền giáp sông và một mặt tiền đường trục Đỗ Xuân Hợp, thuận tiện nhiều loại hình giao thông và di chuyển, nằm liên kề Sài Gòn Sport City, dự án khu đô thị thể thao đẳng cấp của chủ đầu tư ngoại Singapore, sở hữu sân golf rộng gần 100 hectare chuẩn quốc tế, hệ thống tiện ích du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, giàu tiềm năng cho thuê, kinh doanh, đầu tư, và chủ đầu tư thì uy tín, giàu kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh. Dự án đã có pháp lý rõ ràng, minh bạch. Thì những lý do trên khiến cho The Global City trở thành tâm điểm cho một phong cách sống hiện đại bậc nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Viên kim cương cuối cùng rất đáng để quý vị đầu tư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Nếu quý vị có hứng thú với dự án hay muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288 gặp Phước Sửu để được tư vấn chi tiết hơn về dự án. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.